Lô, xin chào các bạn. Em chào anh. Chào em, chào kia. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Elen ở trong Sài Gòn và đây là cái số podcast tiếp theo. Hôm nay chúng ta nói chuyện với một khách mời khá đặc biệt. Thì nếu như bạn nào đã theo dõi Facebook của Elen rồi thì chắc hẳn cũng biết qua anh Lâm. Anh Lâm ơi, có thể giới thiệu qua một chút về Elen cũng như là về anh. Xin chào mọi người. Chào tất cả những cái fan của Kiên nhé. Thì ở trong, chúng mình đang ở trong không gian của Elen Sài Gòn. Thì đây là một cái không gian mà bọn mình mới có khai trương được khoảng một tháng thôi, kể từ Tết. Và ngoài Elen Hà Nội ra thì Elen Sài Gòn cũng là một cái không gian mà mình nghĩ là tương đối đặc biệt ở Việt Nam. Có rất là nhiều những thương hiệu nước hoa niche, mọi người có thể đến để trải nghiệm kiểu như vậy. Thì trước khi đi vào Elen thì phải hỏi qua một chút về cá nhân anh. Thì em được biết là anh Lâm thì cũng có một cái khoảng thời gian đi lại khá là nhiều nước ấy. Thì không biết là cái việc anh thích cái mùi hương này thì đã từ bao lâu rồi? Anh nghĩ là cũng từ rất là lâu rồi, bởi vì nếu như không phải là vì dịch á, thì thường là một năm thì anh ở nước ngoài chắc phải đến 6 tháng. Nên thành ra cái việc đi lại giữa rất là nhiều thành phố khác nhau rồi cũng thử nhiều mùi hương, coi như là mùi hương là một cái người bạn, và mình thấy có rất là nhiều thú vị ở trong cái thế giới mùi hương này. Và mình cũng muốn giới thiệu những điều đó đến với những khách hàng Việt Nam nữa. Chẳng lẽ là ở Việt Nam lại không có chỗ nào để bán những cái sản phẩm tuyệt vời như này. Thành ra là đấy là cái lý do thôi, mà Elen được sinh ra. Thì em muốn hỏi một chút là không anh xịt gì? Thường thì ở tại cửa hiệu anh không xịt gì. Bởi vì lý do là khi mà có khách đến thì bắt đầu mình mới giới thiệu với khách hàng về các mùi hương. Thành ra mình cũng tránh là cái mùi hương của mình ấy, nó sẽ làm khách hàng cảm thấy hơi bị phiền. Khi nào mà đi du lịch ấy, đi ra ngoài cửa hiệu ấy, thì có rất là nhiều mùi hương hay mà anh yêu thích. Ví dụ như là Gai Ác 10 của Le Labo này, hay là Baccarat Rouge 540 này. Còn đấy em thích, nếu như vậy thì anh sẽ thích cái nốt hương gì nhất? Trong rất là nhiều những cái nhóm hương thì anh sẽ thích cái nốt này để lại cho anh ấn tượng, cái lý do vì sao? Có lẽ là anh thích nốt hương gỗ và thấy thú vị, bởi vì rất là nhiều nốt hương gỗ hay. Ví dụ như chúng ta có gỗ đàn hương này, gỗ tuyết tùng này, gỗ trầm hương này, gỗ gai ác này. Và mỗi một cái loại gỗ thì có tạo ra được rất là nhiều cái mùi hương hay. Thì đấy là mùi hương yêu thích. Nhưng mà em thấy một điều là nếu mà là gỗ thì hơi khó xài ở Việt Nam. Tại vì em thấy đa số là những cái mùi gỗ thì sẽ hơi khó chịu và không phù hợp với cái thời tiết ở Việt Nam. Nhưng mà có rất nhiều mùi gỗ hay. Tựa như là ví dụ như trầm hương ấy thì nó hơi trầm, hơi tối. Thế nhưng mà những cái mùi gỗ như là gai ác trong Gai Ác 10 chẳng hạn, hoặc là Another 13, hay là gỗ tuyết tùng hay gỗ đàn hương, thì đều là những cái mùi gỗ mà rất là dễ dùng, có thể dùng hàng ngày rồi đa dụng, đi làm, đi chơi đều có thể dùng được. Thì anh thấy đấy cũng là nhiều sự lựa chọn về gỗ mà nó không quá trầm. Nếu như bạn nào mà thích gỗ mà không mà đến Elen trong Sài Gòn thì có thể vào anh Lâm anh tư vấn cho. Cặp đúng anh Lâm luôn, nếu mà thích gỗ. Thì đấy là những cái cá nhân của anh. Thì không biết là kiểu trong những cái nhà nước hoa mà Elen đang phân phối hoặc là anh đã từng thử qua thì anh thích nhà nước hoa niche nào nhất? Để mà nói thì anh nghĩ là đầu tiên là Le Labo. Bởi vì lý do là anh nghĩ có rất là nhiều hãng nước hoa, nhiều thương hiệu nước hoa họ có tuổi đời lâu năm hơn rất là nhiều. Ví dụ như là Chudon này, họ làm nến thơm được 400 năm này, hay là Creed 250-260 năm này. Nhưng mà những cái nhà nước hoa mới như là Chudon trong vòng khoảng mười mấy 20 năm thôi, họ vươn lên trở thành những nhà nước hoa hàng đầu thế giới. Thì cái giá trị của cái sự sáng tạo của họ là làm cho mọi người cảm thấy rằng là chỗ nó chạm đến cảm xúc của mình, và nó mới mẻ quá và nó hay quá. Thì lần đầu tiên anh bước chân vào Le Labo ấy, là anh nghĩ là mình không bao giờ mua Santo Baba đâu, bởi vì thấy mọi người dùng mùi đó rất là nhiều. Nhưng mà sau đi qua đi lại 3 lần mà vẫn quyết định là anh mua cái mùi hương đó. Thì anh thấy đấy là một nhà nước hoa niche cũng rất là hay. Một cái concept làm theo kiểu phòng thí nghiệm khá là hay. Trước đây thì hình như là có một thời gian khá là dài Le Labo làm theo kiểu pha ở tại chỗ, nhưng bây giờ thì như là cũng chuyển sang pha không cũng vẫn thế cũng... Có nghĩa là hãng họ có hai bản. Vâng. Một bản thì là pha tay, pha tại chỗ trước mặt khách hàng luôn. Thế còn một bản nữa là hãng sẽ gọi là pre-compose, là hãng sẽ pha sẵn ở tại Mỹ, xong đó để gửi đến các nhà phân phối trên thế giới. Nhưng mà đúng như em nói là trong dịch thì cái bản pha sẵn nó sẽ được mọi người mua nhiều hơn, bởi vì là hãng bây giờ mình đâu có đi lại được nhiều đâu. Vâng.
Thế thì anh cũng là người đi lại rất là nhiều, thì em có một cái thắc mắc là cái việc trải nghiệm nước hoa ở Việt Nam thì nó có khác nhiều so với cái việc trải nghiệm nước hoa ở các nước khác không? Anh thấy khác nhiều đó, bởi vì giống như kiểu chẳng hạn như mình đến Paris đi, mỗi một lần anh đi Paris là anh rất là thích cái việc là mình đi đến nhiều cửa hiệu nước hoa để mình trải nghiệm. Và mỗi một cái cửa hiệu nước hoa thì họ đều có một cái concept rất là hay, họ có sự hiểu biết sâu sắc về nước hoa. Tại vì thường là ở Việt Nam là ví dụ như ở tại Island ấy, toàn bộ nội dung là do Island tự viết hết, nên thành ra là mình viết nó sâu sắc hơn, chứ mình không chỉ đi trên bề nổi của cái mùi nước hoa như kiểu nốt hương đầu, nốt hương giữa, nốt hương cuối, mà bao giờ cũng là một cái trải nghiệm mà rất là sâu sắc, rồi kể những câu chuyện xung quanh cái mùi nước hoa đó nữa. Thì đã quay lại với Paris đi, thì chẳng hạn viện Philip Moore đi, ở tại Paris thì mỗi một cửa hiệu họ có một cái concept hoàn toàn khác nhau. Thế thành ra là mình bước chân vào là mình ngồi với cả một cô chuyên viên chẳng hạn, cô sẽ kể cho mình những câu chuyện, tìm hiểu về mình, nói chuyện xong tìm ra cái mùi nước hoa mà có lẽ là mình là mùi nước hoa mình yêu thích. Thì đó là cái trải nghiệm mà anh thấy là ở Việt Nam thường ít hơn, rồi khi mình bước chân vào trung tâm thương mại là cái gì nó cũng rất là nhanh. Và nó thiếu đi cái chiều sâu, thiếu đi cái sự trải nghiệm, đúng rồi, cũng như là sự kiểu đi mà hiểu rõ hơn về cái những cái câu chuyện xung quanh cái mùi hương đấy. Thế thì khi mà Island thành lập thì Island có muốn truyền tải cái gì đến với những người dùng không anh? Thực ra thì đấy cũng như anh nói ban đầu, anh cũng là một người dùng, ban đầu cũng là một người dùng thôi, và mình thấy là thế giới này nó quá tuyệt vời. Ở tại Island hiện giờ thì chắc anh không đếm, nhưng mà có lẽ khoảng 200 mùi hương khác nhau. Thì cái thế giới này nó hay lắm, và nó quá là nhiều thứ hấp dẫn. Và những cái mùi hương nó đóng một cái vai trò như một người bạn ở trong cuộc sống của mình á. Tất nhiên là nước hoa niche thì giá cũng sẽ cao hơn, nhưng mà nó không phải là quá cao. Tại vì giống kiểu Van Cleef & Arpels là một nhà nước hoa mới mà Island vừa mới nhập về, full cả line luôn, Eau de Parfum 75ml giá là 2.900.000 thôi. Thì đó cũng là một cái mức giá rất là hấp dẫn. Và anh nghĩ là mình chọn cái thứ nó không đại trà, và nó mới lạ hơn, nó nghệ thuật hơn, nó sáng tạo hơn. Và cái thế giới này nó quá là hay. Thành ra là anh nghĩ là đấy là lý do mà Island mong muốn rằng là giới thiệu đến với nhiều khách hàng hơn. Tại thì ở Island chắc là cũng có khoảng tầm 10, chắc là tầm hơn 10 thương hiệu anh nhỉ. Thì đây là một cái mà em nghĩ rằng là rất là nhiều bạn cũng thắc mắc. Đó là tại vì ở Việt Nam không có quá là nhiều những cái cửa hàng phân phối độc quyền này, phân phối trực tiếp của hãng. Nên là cái việc mà người mua mà không có đủ kiến thức hay là kiểu không tìm hiểu được hết thì người ta sẽ nghĩ rằng là những cái sản phẩm đó là những sản phẩm sách tay. Thế đây ở có Lâm ở đây thì em muốn hỏi rằng là kiểu sản phẩm của mình thì sẽ nhập từ bên nào chẳng hạn. Đây là một cái câu hỏi mà chắc là sẽ có rất là nhiều bạn muốn biết. Thì ở tại Island ấy, thì ngay từ ngày đầu mà kinh doanh cho đến giờ thì Island là một trong bên mà chắc là có lẽ là duy nhất ở Việt Nam có một cái cam kết là đền bù gấp 50 lần nếu không phải là nước hoa chính hãng. Thì đó cũng là một cái cam kết mà rất là đặc biệt đối với khách hàng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là khách hàng là cũng không yên tâm rằng là nước hoa này là có đúng chính hãng hay không, có chất lượng hay không. Tại vì kể cả trong nước hoa chính hãng đi, nếu mà gọi là như chúng mình hiểu sâu hơn là người tiêu dùng thông thường, thì chúng mình cũng biết là có những cái loại nước hoa mà cũng là chính hãng nhưng mà đã để rất là lâu rồi. Nhiều khi là anh nói thật là có những lúc ấy mà hãng họ cũng mời, ví dụ như là cái chai bên chúng tôi là có những cái sản phẩm ấy mà ở tại một số boutique ở trên thế giới mà nó trữ được đã lâu rồi, khoảng 3-4 năm rồi, thì bạn có nhập về để bạn bán không, thì giá nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà bên anh thì không làm điều đó. Tức là bên anh lúc nào cũng muốn là hàng chính hãng này, mới nhất này. Và thêm một cái điều nữa là thường là ở Việt Nam ấy là bao giờ là mình cũng đi theo cái gì gọi là best seller, cái gì hay nhất, hot nhất. Nhưng mà ở tại đây thì Island này không như thế. Có nghĩa là hầu như là hãng có gì ở đây có cái đó. Những cái mã nào mà kiểu là khó tiếp cận thị trường hay mọi người nghĩ là nó trendy quá thì ở đây cũng có hết. Rồi những gì như kiểu limited, như kiểu hãng vừa mới ra, như ở bộ tôn vinh hoa hồng của Jo Malone này, hay là bộ hồng limited mới của Tom Ford này, thì ở Island cũng đều có. Nên thành ra là cái concept rằng là hàng chính hãng, hàng luôn luôn mới, và nước ngoài có gì thì chúng ta cũng có cái đó. Thì đấy cũng là một cái mà anh nghĩ là mong rằng là sẽ góp một cái phần nhỏ để làm cho thị trường Việt Nam đuổi kịp với các nước, là mình không có thua kém gì người ta trong cái vấn đề là hàng lúc nào mình cũng có đầy đủ và lúc nào cũng có mới. Đấy là một cái cũng khá là hay khi mà em được trải nghiệm ở Island, khi mà có
có thể có những cái mùi hương mà ở nước ngoài có thể nó ra rất là lâu rồi, mà ở Việt Nam phải tầm 1-2 năm sau mới có. Nhưng mà từ khi kiểu biết tới Ireland ấy thì em được trải nghiệm nhiều cái mùi hương mới hơn, ví dụ như kiểu matcha sống của Lillabo chẳng hạn, hay là hai con rượu mới của nhà Killian. Thì kiểu ở Việt Nam gần như là chưa ai có cả, nhưng mà lên Ireland phát là được thử qua luôn. Thì đó là một cái mà nếu như bạn nào thích những cái chai nước hoa mới mẻ, tại vì nước hoa thì cũng theo cái trend, theo cái xu hướng phát triển của thế giới, như là ở về thời trang nước thường nó liên quan rất nhiều với nhau. Thì khi mà các bạn muốn theo kịp thì các bạn có thể đến Ireland thử những cái thương hiệu này. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà em muốn đưa ra, mà em muốn hỏi kỹ hơn là theo như em, những sản phẩm của Ireland thì đều là những cái sản phẩm cao cấp và niche. Thì cái việc mà anh hướng tới tập khách hàng đấy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái việc kiểu trải nghiệm nước hoa ở những cái phân khúc designer hay không? Hay là kiểu anh nghĩ sao về cái phân khúc gọi là giá bình dân hơn designer đấy? Anh thì anh nghĩ là đối với cá nhân anh ấy, anh nói thật là với tất cả những khách hàng đã bước chân đến Ireland, đã gặp không biết bao nhiêu khách hàng rồi ấy, thì lúc nào cũng có một câu giống nhau thôi. Đó chính là designer có rất là nhiều mùi hương hay. Phải điều đấy phải hoàn toàn là chúng mình phải công nhận cái chuyện đó. Nhiều mùi hương chạm đến cảm xúc của khách hàng, nhiều mùi hương đã bán được hàng triệu triệu chai. Thì lý do là và tất nhiên là giá của designer là thường là rẻ hơn, là sẽ tiếp xúc hơn với người Việt Nam. Đúng rồi. Thế nhưng mà chỉ có mỗi một cái lưu ý rất là nhỏ khi nhắc đến designer so với niche, tức là tự mà chúng ta đang so sánh thôi. Đó chính là những cái chai designer là họ phải phân tích cái người dùng. Có nghĩa là ví dụ như là bây giờ họ đưa ra một mùi nước hoa mới thì họ phải tính làm sao mỗi một năm phải bán được nhiều triệu chai thì họ mới có lời. Thành ra là nó sẽ tương đối là nịnh mũi thật nhiều người. Và cái mùi hương vì nó bán được nhiều triệu chai thì nó hơi đại trà một chút. Thế còn những cái mùi hương mà ở cái phân khúc niche thì họ tương đối là sáng tạo hơn, họ không có bị cái quota đấy. Thế thành ra là lúc nào mà họ cũng tha hồ để làm theo cái hướng gì mà họ muốn. Họ sẽ kiểu mang tính cá nhân về mùi hương hơn. Đúng rồi, mang tính sáng tạo hơn, mang tính nghệ thuật hơn nữa. Thì ở Ireland mình thì hiện tại thì ở đây ở Sài Gòn là mới cũng thay đổi ở đây là được khoảng tầm hơn một tháng. Thì không biết là kế hoạch sắp tới của Ireland thì có phát triển mở thêm cửa hàng hay là mình sẽ có nhập những cái thương hiệu gì khác không để có thể trải nghiệm không? Thương hiệu mới thì là chắc chắn rồi, bởi vì là đấy như anh vừa nói đấy, Van Cleef & Arpels Full Line là Ireland cũng là nơi mà đầu tiên mang về Việt Nam này. Hay là trước đây là Christian Louboutin cũng là Việt Nam, Ireland mang về Việt Nam đầu tiên cả một bộ luôn. Thì cái việc mở rộng là tất nhiên, và khách hàng Việt Nam bây giờ thì phải nói thật là mọi người rất là cập nhật luôn. Những người mà khách hàng của Ireland á là thế giới có cái gì này, giống kiểu là thường là sẽ có những cái diễn đàn lớn, ví dụ như Fashion Tica là hay nói là ô chuẩn bị ra này hoặc là vừa ra cái này, và mọi người háo hức lắm. Ví dụ như ở tại Ireland là chúng mình chuẩn bị có cái set là Icon set của nhà Killian là Good Girl Gone Bad Bamboo Harmony, rồi những cái chai Killian kiểu sáp út là những cái chai mà rất vừa trên thế giới vừa mới có thôi. Thế nhưng mà khách hàng ở Sài Gòn chưa có nhưng đã đặt rồi, và kiểu vừa về Hà Nội hôm nay là đã báo với khách hàng là ô chuẩn bị có và nhiều khi hết luôn. Ở tại Ireland này có khoảng 10 thương hiệu nhưng mà hiện giờ chắc phải đến 60% là không có hàng, bởi vì khách hàng rất là yêu thích. Đấy cũng là lý do mà anh nghĩ rằng là cái việc mà phát triển là tôi cũng rất là cảm ơn khách hàng đó. Và khách hàng Việt Nam bây giờ vừa mua sắm tiêu dùng thông minh này, vừa hiểu biết nữa, nên thành ra là anh nghĩ là tương lai của niche ở tại thị trường Việt Nam thì sẽ rất rất là tốt luôn. Với cả đây, ví dụ như có Kiên nữa này, thành ra là mọi người biết tới nhiều hơn nhiều nữa chứ, đúng không? Bọn anh là có rất nhiều khách hàng là inbox và nói rằng là mình đến từ kênh YouTube của bạn Kiên nè, hoặc là mình là bạn của bạn Kiên này, có được giảm giá hay không này. Đấy, nói thật thế. Em nghĩ cái việc là giảm giá thì người khách hàng nào cũng muốn, nhưng mà khi mà mình nghĩ là ở Ireland có những cái chế độ rất là đặc biệt dành cho khách hàng, ngoài cái việc là cam kết về sản phẩm thì kể cả chăm sóc sau khi mua. Thì như mình đã làm cái vài cái video chia sẻ về cái nơi mua, thì cái vấn đề mà các bạn mua một sản phẩm thì nếu mà mua không thôi nó rất là đơn giản, nó như kiểu là các bạn đi ra ngoài chợ các bạn có thể mua được, hay là các bạn vào trung tâm thương mại. Nhưng mà khi mà đến với những cái nơi nó hơi đặc biệt một tí, nó hơi cá nhân một tí như thế này, thì cái việc trải nghiệm như lúc đầu anh em chia sẻ với nhau, và cái thứ hai là về cái chăm sóc sau khi dùng, bạn cũng có thể là biết được những cái mùi hương mới, hay là biết được những cái câu chuyện xung quanh cái đấy, thì không phải ở nơi nào cũng có thể trải nghiệm được như thế. Thì ở Ireland em thấy là đánh giá cũng là một cái nơi mà các bạn có thể trải nghiệm được rất nhiều thứ.
không chỉ đơn giản là mùi hương mà còn nhận được những cái giá trị khác. Cái rất khá là hay, thì rất là muốn Alien cũng có thể có cập nhật nhiều hơn. Để các bạn ở kênh em có hỏi là anh ơi tại sao Alien thì không có những cái thương hiệu khác, thương hiệu nó đặc biệt hơn một tí, thì như là kiểu Rosa những thứ, tại vì ở Việt Nam có vài nơi nhập cái kiểu đấy, thì cũng có thể là mô hình của mọi người có khác nhau kinh doanh, nhưng mà về tương lai thì rất là muốn là Alien có thể phát triển nhiều hơn để có thể các bạn có thể qua trải nghiệm và mình có thể qua trải nghiệm để có thể có những cái sản phẩm để làm video review cho các bạn. Câu hỏi cuối cùng mà em muốn đưa ra là ở ngoài ngoài những cái sản phẩm về nước hoa ở Alien ra thì còn ở Alien còn kinh doanh những cái sản phẩm gì khác về mùi không? À, có nhiều lắm. Ví dụ như là bên anh có nến thơm Chudon này. Và Chudon thì họ là một nhà nến thơm mà làm gần 400 năm rồi và rất là nổi tiếng. Thì bên cạnh nến thơm thì có xịt phòng này, tinh dầu tỏa thơm phòng bằng que mây này, không những là của Chudon, còn có thêm của MFK này, của Jo Malone này, rất là nhiều luôn. Còn có, em thấy có cả sữa tắm nữa, thứ của Lilabo nữa. Sữa tắm này, dưỡng thể này, rồi thơm phòng của Deep Tech này, nến của Deep Tech này, rồi thơm ô tô này, nói chung là rất là nhiều các sản phẩm khác bên cạnh. Khá là nhiều. Rồi cái mảng đấy cũng hy vọng là anh có thể phát triển được thêm nhiều, cập nhật nhiều hơn các hãng. Tại vì nhiều khi kiểu mọi người chỉ biết tới là MFK chỉ làm nước hoa thôi, mà còn những cái sản phẩm xịt tóc những thứ cũng rất là hay. Mà nếu như bạn nào muốn kiểu trải nghiệm cả một cái về thương hiệu, tất cả những cái sản phẩm của thương hiệu Lilabo hay là MFK chẳng hạn, thì ở Alien này cũng sẵn và không phải ở đâu cũng có được nhiều như vậy. Thì hôm nay bọn mình có một cái số podcast chia sẻ như vậy để các bạn có thể hiểu hơn về cái việc là xu hướng phát triển nước hoa ở Việt Nam này, rồi về Alien, về những cái câu chuyện xung quanh Alien và những cái mùi hương. Và video đến đây là hết. Thì nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video hơn. Hay là các bạn muốn có những cái buổi trò chuyện nào khác với anh Lâm ở đây thì cũng bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.